cho lắm, nhưng đến hiện tại thì buổi chủ kỷ yếu của chúng ta khá là thành công và tôi rất hài lòng về buổi chủ kỷ yếu này. Trong 12 năm học vừa qua là một quãng thời gian không phải là dài lắm mà cũng không được gọi là ngắn. Gia đình chúng ta đã tạo ra những kỷ niệm, cũng không nhiều thành tích lắm mà mọi người nhìn vào, các thầy cô giáo khác nhìn vào thì coi lớp chúng ta là một lớp không đoàn kết, không hùng mạnh gì hết. Nhưng trong tôi thì tất cả mọi người đều là một gia đình. Mọi người có những lúc cãi nhau, cãi vã gì, nhưng mà trong những giờ kiểm tra chẳng hạn thì chúng ta rất là đoàn kết để có thể giúp đỡ nhau vượt qua cái bài kiểm tra ấy một cách dễ dàng.
là một bí thư thì tôi biết rằng mình cũng không thành công gì lắm hay là những thành tích gì, mà tôi còn rất nhiều là nhiều thiếu sót. Tôi còn nhớ những kỷ niệm năm lớp 10, mọi người cũng không ưa gì tôi cả. Và tôi đã cố gắng hết sức để tất cả mọi người cùng chấp nhận. 3 tháng nữa thôi thì tất cả chúng ta phải xa nhau rồi. Chúng ta hãy cùng đoàn kết để tất cả mọi người nhìn vào có thể khẳng định rằng những cố gắng của chúng ta. Mọi người hãy cùng cố gắng để có thể thi đậu đại học nữa. Mình rất mong muốn rằng mọi người đều thi tốt đại học và năm sau chúng ta gặp nhau có thể nhìn nhau vui cười nói. Cuối cùng tôi chúc tất cả mọi người cùng thi tốt đều thành công và đều có một cuộc sống tốt đẹp cho mình, cho gia đình mình và tạo lập những hạnh phúc riêng của chính mình. Tôi xin hết.